Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ tay, những gì là 10? Đó là tay tin sâu, vì đối với lời của Phật nói một lòng nhẫn nại, rốt giáo thọ trì. Tay bố thí, vì có ai đến cầu xin tùy theo chỗ họ muốn, đều khiến cho được đầy đủ. Tay hỏi thăm trước, vì giơ tay phải nghênh tiếp nhau. Tay cúng dường chư Phật, vì tích tập phước đức không nhà mỏi, tay đa văn thiện xảo, vì đều dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, tay khiến cho thoát ba cõi, vì hay trợ giúp chúng sinh vượt khỏi bùn ái dục, tay đặt đẻ nơi bờ kia, vì cứu chúng sinh chìm trong bốn dòng nước xoáy, tay chẳng xẻn tránh pháp, vì hết thảy diệu pháp thảy đều khai thị, tay khéo dùng các luận, vì dùng thuốc trí huệ diệt trừ bệnh thân tâm, tay luôn giữ trí báu, vì khai pháp quang minh phá tối phiền não, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được tay vô thượng của Như Lai che khắp mười phương tất cả thế giới. Phật tử Đại Bồ Tát có mười thứ bụng, những gì là mười đó là bụng lìa rua vậy vì tâm thanh tịnh, bụng lìa huyễn ngụy vì tánh ngay thẳng bụng lìa hư giả vì không hiểm dối, bụng không dối đoạt, vì đối với tất cả vật đều không tham, bụng rất phiền não, vì đủ trí huệ, bụng tâm thanh tịnh vì lìa các ác, bụng quán sát ăn uống vì niệm pháp như thật. Bụng quán sát không làm vì giác ngộ duyên khởi, bụng giác ngộ tất cả đạo xuất ly vì khéo thành tựu thâm tâm, bụng xa lìa tất cả dơ bẩn biên kiến vì khiến cho tất cả chúng sinh được nhập vào bụng Phật. Đó là 10, nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được bụng rộng lớn vô thượng của Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng sinh. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ tạng, những gì là 10? đó là chẳng dứt giống phật là tạm của bồ tát vì khai thị phật pháp vô lượng oai đức tăng trưởng giống pháp là tạm của bồ tát vì sinh ra trí huệ quang minh rộng lớn trụ trì giống tăng là tạm của bồ tát vì khiến cho được vào bánh xe pháp bất thối giác ngộ chúng sinh chánh định là tạm của bồ tát vì khéo tùy thời không sai một niệm rốt giáo thành thục chúng sinh bất định là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho nhân liên tục không có gián đoạn.